Đây này là cây cháo đang dậy đó. Oh, phát tàu. Anh, chanh dây. Wow. Chanh dây hôm nay có uống nước chanh dây. Ờ vậy á, chanh dây á, trái đó, quá trời. Vâng. À, đang ra quả. Còn cây này cây gì cô? Ổi. Ổi anh. Ủi mà cô kêu là ủi mà kêu người ta qua mà cho từng thùng thùng bé năm thùng á để cho chim nó đe, chim nó ăn cho chú đấy chú nuôi chim chú kiểu này á. Kiểu này phải nói cô ship qua bên Colorado nghe. cây này thêm cây ủi à, cây ủi bên này, cây ủi, cây này là cây cây donut peach à. Quả đua a quả peach. Quả peach nó dẹp dẹp như cây donut đấy. Mà cái cây white peach này trời đến mùa tháng, trái tháng nhiều, 8, tháng 9 đó là nó trái nó chín đỏ cây. Cây này Tuấn coi cây hồng nhà cô này. Oh my trái God. Trái trời ơi. Mai mốt nó nặng nó xuống cái đất này này. Hồng rồi, có trái hồng đó. Hồng giờ nó lên này, nó lên trái này, bông này giờ thành trái. Ừ, trái. Wow, that's cái này cô, cái này vài bữa nó lên trái nhiều là cô phải chống cái cây. Ừ, phải chống cái cây đấy, treo nó lên. Nhiều quá là gãy. Dễ mọc ha, cái mọc ở đây nó lên đủ thứ loại cây. Nó có nắng. Vâng. Nhìn chanh. Chanh. Nó mọc dễ. Chanh. Cô rời cái chanh, cái gốc nó mai mốt nó chín, nó trái trái nào nó to như vậy mà nó vàng như trái cam. À, chanh này, chanh vàng à cô? Ừ, chanh vàng. Anh nhìn cái cô nói cây này là cái lựu, cái lựu. Oh. Lựu mà lựu trắng. Ồ, nhưng mà mấy cái giống này cô lấy ở đâu mà có anh này, đâu mua, rau ngót. Rau này anh thích ăn rau bông ngót mà. Cái này nhớ Việt Nam luôn. Yeah. Rau bông ngót là trước cửa là mà bà cô chi là nấu cho ăn. Rau ngót là phải Việt Nam mới có mới được ăn. Con nó còn đứt quá chân này. Không, cái chỗ này cũng không trồng được tại vì nó không có nắng hết. Nó bị che rồi, cái bị tây che. To. Ngon. Xả, à cô cái dòng xả hả? Cô mới ươm hả? Cô mới ươm hả? Hôm trước ở trong kia có một cái chậu nó to lắm. Dạ. Thế rồi nó cứ có con ốc sen nó cô đổ, cô nhổ đi, cô mang ở đây. Cái này giờ nó đang lên à hả? Ừ, nó đang lên, nó đang cái lá đó. Ở bên con lặn quá nó trồng được. Đúng rồi, nó chết hết. Ở bên này, cái mùa đông á nó cũng lạnh lắm á. Nó cũng lạnh lắm mà nó chuối á, nhiều khi nó 2-3 ngày nó lạnh là lá nó đen hết trơn. Ồ vậy. Nó cũng chết. Ở đây thì có dòng kinh giới với tiết tô nó tốt lắm. Vâng, ở đây là cô, wow, lá nó to dễ sợ luôn. Ừ. Cái lá này người Đại Hàn họ hay cuốn rau họ nướng á. Lá này nó khác cái lá này tím, lá này trắng. Và cái cây mận nhà cô này mai mốt quả này. Chùm á. Cái kia có phải hồng không cô? Hả? Ở cái gì đó cháy? Thăng long. Wow. Nó nhiều khi nó mọc ở bên kia thì nó lại ra trái. Ồ, mấy chục cây là cô là có mấy chục loại cây luôn trái. Ờ, cây này cây nhãn này. Đó cô. Cây này cái nhãn. Ồ đấy à cô. Cây nhãn. Ồ. Nhãn ấy, đang ra nụ. Vâng. Ra nụ. Cây này là vợ là không có biết được. Cây này chỉ có người Bắc với người Nam mới biết. Đó là cây roi. Con không biết rồi, chưa thấy bao giờ chưa biết. Cây roi là nó ở miền Tây. Nhưng mà nó cái trái nó màu gì cô? Màu đỏ đỏ. Đỏ. Xanh đỏ xanh. Vâng. Hôm trước ba con với má con sang đây thì cái cây này nó đang có bông nó thơm lắm. Vâng. Bây giờ nó đang được cả trăm trái. Wow. Bưởi á. Đấy đấy à cô? Ừ, mà bưởi. Nó to hay nó nhỏ vậy thôi? Bưởi. To vậy luôn á. Tết ấy, đến Tết mới hái được. To wow. Vậy. Wow. Ôi cái này là bữa hôm ba con sang là nó mới ấy mà vậy. Nó mới có bông nó thơm lắm. Wow. Bưởi mà bưởi bự lắm. Vâng. Dạ. Chồng nhà già rồi cứ chậm cho nó đỡ buồn. Nó nhiều chồng nó là vui chứ cô. Ừ. Chồng này là vui chứ. Chồng nó để cho nó đỡ buồn. Thì vâng. Nó quá trời là cây trái ăn trái. Ăn trái là rau cỏ này tươi mình muốn ăn thì mình cứ ra mình hái. Nấu tô mì, tô ghét này, hành với rau thơm này, ngoài được vừa cả đất.
mới có đó, dạ. Mới có đó. Hôm dạ. ba với má con sang là nó đang ra bông, nó thơm lắm. Cô mấy cây này cô bị hôm nào hôm nào cô rủ bố con quay ở gần cho cô cho vui. Ông ấy bảo ông ở bên đấy nó quen rồi. Lại ở bên đây, về bên đây ở cho nó gửi. Cây này cây gì cô? Cây cũng cây bưởi đấy. Có bưởi hả? Cây quýt. Vậy là cô có ai ở gần ngay đây không cô? Con cháu thì nó ở gần đây hết thì hả? Nhưng mà không đợ... cô với gì? Ờ. Cô Hằng cô ghét thì cũng lái xe cũng phải cả tiếng á. Cô Hằng, con chắc con không biết rồi. Cô Hằng cô đi năm 75 với ông bà đó. Có bác Đê thì con nhớ bác Đê. Cô Hằng lúc mà cô còn bé năm 75 đi với. Làm kiểu đấy hả mà nó lên vậy á? Ừ. Mới làm năm nay thôi hay mỗi năm là phải năm làm? Năm ngoái, không. Cứ cắt nó ăn rồi nó lại mọc lên. Rồi lợp bình. Không có muốn, không mùa đông nó không chết? Đông không. Thí dụ mà mùa... Ở đây mùa đông nó không chết. Thí dụ mà cắt đi ăn thì nó non. Dạ, dạ. Đấy, xong nó lại mọc lên đây cái gốc của nó ở trong này này. Dạ thì con thấy đó, nó leo ra kìa. Nó leo ra cả đống cái này. Wow. Sao con ăn khô. Đi. Cái này răng tốt. Nhiều rau á. Ừ. Cái này luộc thôi. Luộc cấu cái lá. Mỗi lần cô cắt xem cắt cái này cái luôn. Này. Cắt xong rồi lấy vô nhặt mấy cái lá này dạ. Ăn là cái rau củ nó muốn trồng lại thì trồng. Yeah. Anh nhìn salad cô, salad cây salad mà gần cao bằng người em luôn. Salad á? Salad. Salad son à? Salad. No. Rễ cái là salad mà nó già rồi nó dơ lên. Salad cái giống như salad gì đó. Cũng như Romani á. Cái này giống đúng giống. Nó giống. Nhưng mà nó già rồi cái nó không có ăn nữa thì này không cái cây này cây lá gai họ làm bánh gai đen đấy cái lá thôi con ngồi trên ghế đi nó chưa ra màu không mình muốn hái để xong mình vò nó ra nó màu đen you wanna go out here?